Xin chào các bác ạ, lâu lắm rồi em mới đi chơi mà quay một đoạn video đến nhà ông anh ở trên Mê Linh ạ. Ngay khu công nghiệp Quang Minh một đoạn, cách một đoạn. Toàn cây mini trên sân thượng. Đây các bác. Toàn cây bé làm cắt giật rất kỹ các bác nhé. Thì em sẽ quay nhiều cây bé làm kỹ cho các bác cùng ngắm nhé. Đa dạng đầy đủ các chủng loại cây các bác ạ. Đây, cây bồ đề. Cây thì đang hơi tốt, đường đổ rất đẹp. Đây, lại một cây bồ đề bám đá. Đầy đủ đa dạng các chủng loại cây. Một cây xanh quê. Cái mầm rất bé, kéo cái nụ rất to các bạn. Dáng rất đẹp. Rất nhiều đồ bé xinh không ạ? Độ già. Đặc sản là phố cây hoa sữa. Một cây đa chuẩn giang nam. Rất nhiều đồ bé bé xinh các bạn. Có rất nhiều cây đang hơi tốt, chưa kịp dọn các bạn. Tại vì cây đang lọc non nhá. Trên hòn đá Tâm Thủy rất đẹp. Trên đây còn nhiều cây rồi, em trèo lên cũng được, không về tủ xanh nam điện cờ địa rất đẹp, nổ huyết toàn thân. Không gian cũng nhỏ nhưng mà rất nhiều cây chất xì rất đẹp luôn. Con này hai mặt đều đẹp, chất xì đẹp, giả nụ hết. Ơ, con này phải ngày xưa của anh Long Nguyễn đấy không anh? Đúng rồi đấy. Ui, nó hóa kinh rồi. Khiếp nhỉ, con này giờ nhìn khác thế nhỉ? Anh cắt cây cổ họng nó. Và kinh. Sợ bé tí. Trước em biết con này bé tí, một thời gian nó khô hết, đúng luôn trên trần cây nó vẫn khác các bạn. Một cây xanh quê bám vào hòn đá tổ ong sao được phiểu. Một cái thổ nam điển rất hay, các bác cũng tư duy cứ đổ già một thời gian nó sẽ biến mình biến hóa theo dáng cây các bác. Đây một cái xanh quê các bác, nụ quy cục nguồn nha, cắt chuyển rất đẹp. Rất nhiều đồ bé xinh, có những cây đang dọn, có những cây chưa kịp dọn các bạn. Nên là có thời gian các bác đến thực tế ngắm cây nhá. Không gì bằng mình xem thực tế, nó sẽ chuẩn mắt mình hơn các bạn. Rất nhiều đồ dài. Một cái thụ xanh quế, một cái xì chất rất đẹp dài, bên trong một cái xì nữa các bạn. Nhiều khi nó không gian nó nhỏ các bác, em chỉ quay được một mặt của cây thôi, mặt bên kia thì chất xì rất đẹp, mặt bên kia thì hơi khó tại vì vừa cầm máy quay với xoay chậu thì không xoay được các bạn. Cây thì toàn một người bê thôi ạ. Anh trời các bác để ý nhá. Để ý kỹ nhá, tất cả đều vào chậu Tàu hoặc chậu Đồng Nai nhá. Lựa rất kỹ, rất tinh.
Chậu này một thời năm 2020 sốt xinh xịch nhỉ. Em đi nhặt mua ở An Đông Triều Quảng Ninh cũ. Rất đẹp. Đây còn gì nhỉ? Rất lắm thịt. Ngày trước nó có cái sẹo to đùng trên đầu ấy. Thời em biết này. Mà chỉ có khoảng 2 năm nó míp hết các bạn. Rất nhanh. Form đẹp quá các bạn. Ok xì. Form rất xinh. Các bạn hoàn thiện. Bác thấy. Chất ná đẹp quá nhỉ. Chất xì mùa này. Ná đỏ này đón Tết thay đào quất được. Đây. Chất xì đỏ các bạn. Đây. Giá cơ địa. Rất đẹp. Cái này thì anh đã bán rồi nhá. Đã bán cho một người anh. Cũng khá nhiều tiền đấy ạ. Cái tổ. Cái tổ. Sành quế rất già, nó mụn hết. Đây. Cẩy rất thích các bạn. Cái sành quế song thụ cắt giật chuyển rất kỹ. Một cây răng não cũng răng chợ chùa đồ cục hết này các bạn. Đây cắt đường cắt chuyển ngọn các bác thấy làm kỹ chưa. Nhiều khi xem cái video mình có thể học cách làm cây của anh em nhé. Các bác cứ đến chơi tham khảo giao lưu, không phải nhất thiết mua bán gì đâu. Có nhiều người người ta đam mê cây hoặc như anh Long, hầu như anh ít bán lắm. Anh em quý thì sang nhượng đồ cho nhau thôi các bác. Đúng dáng chợ chùa luôn. Gồ cái lưng này. Cắt đường chuyển ngọn các bác này. Bé tí này. Một nhát này. Hai nhát, ba nhát. Đang chuẩn bị nhát thứ tư rồi đấy. Một chất xì rất quý. Nụ cục hết này. Đây một con Nam Điền Nam Thần. Phổi rất già, ngày xưa phổi tán đấy. Để em quay bên kia cho các bác xem nhé. Tại vì cây chưa rõ. Đây là một con Huyền. Đây, em quay mặt bên này thì các bác thấy một cái tán mà để móc được cái đường chuyển ngọn này. Rất công phu, móc rất đẹp. Nói chung cơ bản đồ giả các bạn. Giả sụn hết trần bệ, thần phan. Đang tốt này nó cũng hơi khó nhìn các bạn. Đúng. Rất nhiều ạ. Cỡ hàng trăm cây các bạn. Toàn là cơ bản toàn đồ giả. Không gian hơi chật nên quay một mặt để các bác xem hơi bất tiện thật sự. Nhưng mà có thời gian thì các bác đến xem trực tiếp ạ. Ngắm cây giao lưu, học hỏi, trao đổi cách làm cây. Rất thú vị đấy ạ. Tại vì anh em cũng đam mê rất dễ thôi. Đồ giả các bác nhìn ra. Vàng như nghệ. Bên kia còn nhiều cây lắm, thì em sẽ đi vòng sang bên kia cho các bác cùng ngắm nhé. Bên này cái ruối ạ. Cái ruối tự cắt, anh làm tự phôi cụt lên, cắt giật khá lâu năm rồi. Ruối thì không xuống lá thì nhìn form bóng cũng hơi khó. Khi nào xuống lá nhìn bộ rằm nó mới thích các bác. Một phôi Nam Điền. Ngày xưa cây tán tầng của thầy giáo Đại Lợi bên Nam Định.
Chắc anh đợi không biết có nhận ra cây này không. Móc cái đường chuyển ngọn các bác này. Nhìn kỹ các bác, nhìn kỹ nhé. Móc cái đường chuyển ngọn rất đẹp nhé. Cốt tán đấy các bác ạ. Móc được cái ngọn. Bắt đầu nó khô đổ. Nhìn rất thích nha các bác. Đồ khổ nhìn rất thích. Cái ảnh chủ nhân. Đây mặt sau một cốt xì nhá, rất đẹp nhá. Thì em sẽ quay mặt chơi cho các bác cùng ngắm. Đi bên này, nó đi mặt sau rồi. Một cây đậu vừng cắt giật các bác chắc ít thấy cây đậu vừng làm kỹ như vậy. Bonsai nha, hai người khênh. Chậu 40 60 ạ. Thì em quay mặt trước các bác nhìn phê luôn. Cột điển nãy à, các bác xem mặt trước. Thì kỹ. Đổ giả, cứ phải nuôi đổ giả các bạn. Đây, cây nằm thần mặt sau, phê quá các bạn. Đây, em quay mặt trước cây nó vừng. Các bạn thấy không? Giật hết. Cái nó vừa đẹp quá các bạn. Nó lắm là đi không đang cái gì nào. Chất gì rất quý, nuôi rắm. Nuôi rắm rất nực. Đèn. Đèn nhánh. Ông anh Quốc Trần còn ít cây trên trần nhìn kinh khủng. Em mới qua nhỉ. Đi học cây thì cứ phải đến chỗ đấy. Đấy vào được rồi, anh Quốc Trần nhá, anh bảo là anh còn mua khoảng 3 tỷ để ở ngoài chưa mang về. Ở nhà anh Khương ấy. Khương mấy cây đấy ở nhiều chỗ anh chưa mang về anh ạ. Anh hôm ấy anh Quốc Trần anh bảo anh nhầm lại, bây giờ anh còn khoảng 3 tỷ anh mua ở ngoài chưa mang về. Cột xì rất đẹp các bạn. Xì nhiều thần. Bạn nhìn. Tiếp sang mặt trước nhá, bạc một cây này em rất ấn tượng. Cây cơm nguội. Xéo hay gọi cây xéo bạn. Ngày xưa nó dính một hòn đá to ở đây. Hòn đá khoảng mấy chục cân ấy. Trước chất liệu đá không tốt. Mình tưới một thời gian nó bở ra các bạn. Cây dáng rất hay, những cây tàu ở đây xuống lá đẹp lắm ạ. Cột xỉ rất đẹp. Cắt chuyển đường ngọn rất khó. Những cái đồ này nó nhiều thân, đồ nhiều thân thì các bác phải xem thực tế chứ còn quay qua ảnh thì rất khó nhìn thấy. Một không gian vườn rất đẹp, còn nhiều cây xanh quê đã hoàn thiện chưa kịp dọn. Đây, nhiều lắm các bạn. Rất nhiều cây. Cây dưới phong tranh. Cây dưới rất đẹp. Ông người chơi
Cậu ba có thời gian thì hãy đến trực tiếp vườn trời tham quan, giao lưu, chia sẻ. Toàn là anh em đam mê cả các bạn. Các bạn nhìn thấy dàn chậu, chậu đồn, chủ nhân nữa, rất kỹ. Rất nhiều cây, bên kia một mái nhà các bạn. Rất lâu rồi về đăng video, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.